Ok, hôm nay Quốc làm cái phóng sự chợ người châu Á mình. Cái chợ này nó tên là H Mart, là của người châu Á. H Mart là chợ chủ là người Hàn Quốc, người Nam Hàn đó. Thì cái bãi đậu xe này nè, tại vì ở khu này là nó đất nó không có nhiều đất á, cho nên mặc dù là đi chợ nhưng mà vô đây cũng phải trả tiền. Chứ nếu mà họ cho đậu miễn phí á thì mấy cái người ta lợi dụng, người ta vô đây cái người ta đậu, cái người ta đi đâu luôn thì nó chặt chỗ, cho nên người ta phải lấy tiền. Mặc dù là cái bãi đậu xe, cái bãi đổ của siêu thị thì ở trên đây nó có cái bảng nè, thí dụ như bây giờ ai mà đậu cái hàng 158 này nè đó, thì đi tới cái máy, đi tới máy ở dưới đầu kia kìa, mua cái tờ giấy rồi cái bỏ vô cái xe đó. Thì bây giờ Quốc đi bộ tới cái máy đó. Chứ nếu mà họ cho đậu xe miễn phí á thì mấy cái người ở hàng xóm á, dân địa phương á, người ta lợi dụng vô đây người ta đậu, với đất ở đây nó hiếm lắm đó. Thì Quốc đang đi thấy có một cái người đang đứng 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 cái máy nè, mua nè. Đợi Quốc chờ bả đi xong, người Quốc Quốc tới cái máy, cái Quốc chỉ sơ sơ cho mua một cái tiết kịch đó. Thì ở đây nó có một cái máy bán à, thì mình lại mình mua rồi cái đầu mình bỏ vô cái xe của mình đó. Thì cái người mà đi kiểm vé đó, người ta nhìn vô cái xe người ta biết. Thì ở đây nè, nó có cái thùng muối nè, mùa đông á, mùa đông trời giống như là khi mà tuyết xuống á, nó trơn trượt đó, cái người ta tới đây người ta lấy cái tay á, hay là lấy cái gì cái người ta xúc muối này để người ta gãi gãi lên đường á, cho đồng bào đi đừng có bị trơn á đó. Nè, thấy cái thùng muối không đó, tới đây lấy rồi cái gãi lên. Nhưng mà bữa nay không có tiết, bữa nay trời nó đẹp khô ráo, chứ không thôi khi nào mà có tiết á là vô cái thùng muối này nè, nó là muối ở trong hốt ra. Thì trong cái thời gian đợi cái cô kia đứng cái máy, ô ở dưới đầu này nó có một cái máy nữa, để Quốc đi xuống dưới đây xuống cái máy này. Dường như cái cô này cổ xong rồi đó. Thì khi nào mà mình đi vô cái bãi đậu xe này á, mình đậu mình phải đi tới mua cái vé đậu một cái bãi này. Thì họ lấy tiền nhẹ nhẹ thôi à, lấy giống như là một tiếng đồng hồ họ lấy 1 đồng mấy chứ đậu ở ngoài là mắc lắm. Ok, đây là cái máy để mình mua vé, mình đậu xe đây nè. Ok, thì hồi nãy Quốc có mua rồi, bây giờ là Quốc chỉ sơ sơ lại thôi. Thì cái máy này á, nó nhận thẻ ATM ngân hàng. Cái chỗ này là nhận tiền cắt nè, nè US Quarter Only nè, tiền cắt của Mỹ nè đó. Thì ở đây là 1, 2, 3, 4 nè, đại khái là mình muốn mua cái gì phải không, mình cứ bấm đại chữ OK này nè đó, mình nhấn nó. Thì ở trên cái màn hình này nè là nó hiện lên, nó nói mình muốn mua số 1, mình muốn mua 2 giờ, hay là mình muốn mua số 2 1 giờ 36 phút, số 3 là 1 giờ 48 phút, 24 phút. Còn bên đây là cái giá tiền đó. Thì mình muốn là mình bấm số đây, số 1, số 2, số 3 gì vậy đó. Xong xuôi rồi cái bắt đầu mình động tác số 3, mình bỏ cái thẻ vô. Cái số 4 cuối cùng là mình lấy cái vé đó, cái vé để mình bỏ vô xe là nó in ra đây nè. Đó. Đó, xong mình lấy cái vé đó, mình đi tới cái xe.
đó thì khi mà mình lấy cái vé rồi đó, cái mình vô cái xe mình bỏ nó cái trên đó, nó cái vé trong đó, thì cái người mà người ta đi kiểm vé đó, người ta đi lòng vòng, người ta đi lòng vòng người ta biết. Bây giờ để Quốc đi tới cái chợ nè, cái chợ nó tên là Hát Mát. Ở đây cũng có chữ Việt Nam đồ này nọ nghe, ngầu lắm nghe. Đó, thấy cái chữ tên Bảo không? Bảo đó. Nó Bảo đó. Ai mà chạy xe đạp với lại xe Honda đó thì đậu ở đây nè, đậu xe đạp với xe quê này á, xe Honda này là đậu miễn phí. Xe đạp đậu không có tính tiền. Honda với xe đạp nè, đậu đây rồi khóa lại. Khóa lại. Đó, cái chợ có cái chữ H đó, đó là chợ châu Á đó. Người chủ ở đây là người Hàn Quốc, Nam Hàn. Mà không biết cái ông này ông có vợ Việt Nam không mà thấy thấy ở đây ổng có cái vẽ cái hình nón lá nữa nè, trên cái tường này nè, nè thấy không đó, ổng vẽ cái hình của cô gái đội nón lá Việt Nam nè.